Đầu tiên thì như các bạn đã thấy là chúng ta sẽ có hai phần. Phần 1 là dụng cụ thô sơ là gồm có dao và thớt. Dụng bộ thứ hai là về các loại bếp, các trang thiết bị cũng như là một số loại dụng cụ khác có trong bếp Âu. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 1 nhỏ dụng cụ thô sơ. Nào, như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại dao Âu. Thì đây, đối với lại dao đầu bếp thường có chiều dài tiêu chuẩn là từ 15 đến 30 cm. Ở đây thì các bạn thấy là các loại dao này thì thông thường người ta sẽ có những cái nguyên tắc người ta sử dụng riêng, là chuyên dành để cắt này, thái này, hay là chúng ta sử dụng ở trong những cái công việc như là gọt, chặt. Vì nó không, đối với đồ Âu thì không phân chia ra giống như đồ Á. Như chúng ta thấy là đồ Á thì dao, đối với dao Á thì chúng ta thấy là có dao thái riêng này, dao chặt riêng này. Nhưng mà đối với dao dao thái thì của Á lại mỏng hơn của Âu, còn đối với của Âu thì lại dài và dày như là nhọn, lưỡi thì rất là mảnh, lưỡi thì rất là mạnh. Đối với lại con dao thứ hai này thì các bạn nhìn thấy là đối với con dao thứ hai này thì các bạn thấy là dao tỉa có cái kích thước nó nhỏ gọn, kích thước nhỏ gọn này, cũng có cán hai phần bằng hai phần, đó là từ cán dao và lưỡi dao này. Có phần lưỡi này thì ngắn này, nhỏ này, mạnh này. Chiều dài tiêu chuẩn của dao thì sẽ là từ 6 đến 10 cm. Có nghĩa là chúng ta tính từ đây nhá, từ bắt đầu điểm đầu tiên đến đến điểm mũi, từ điểm đít đến điểm mũi của con dao này. Chứ chúng ta không phải tính mỗi cái phần lưỡi này không nhá. Phần lưỡi này mà lên đến 30 cm thì là dài quá. Thì chúng ta có con dao tỉa này, độ dài tiêu chuẩn từ 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 5 à thì xin lỗi là từ 6 đến 10 cm. Đây, bạn nhìn nó rất là mạnh này. Ngắn, gồm có hai lưỡi, mũi nhọn, chúm về phía trước. Các bạn lưu ý. Chúng ta đến các kiểu dao tiếp theo. Đối với dao đa năng với độ dài tiêu chuẩn là từ 10 đến 18 cm thì các bạn sẽ thấy là dao này tại sao được gọi là dao đa năng. Chúng ta có thể vừa thái được này, vừa cắt được này, vừa gọt được này. Và người ta gọi đó là dao đa năng. Đó. Và nó có độ dài, độ rộng cũng như là lưỡi của nó được dàn đều này. Đấy. Nó rất là mạnh, nó có thể tỉa được này. Nó có thể cắt được, cắt thái được, gọt được. Chúng ta gọi chung là dao đa năng. Đến loại thứ tư là loại dao bánh mì. Thì đối với loại này thì các bạn thấy nó sẽ đặc biệt hơn một chút. Đặc biệt hơn một chút. Này, các bạn nhìn thấy là nó có lưỡi cưa này. Đấy, lưỡi cưa, lưỡi răng cưa. Và khi chúng ta cắt thì ví dụ như là bánh mì của chúng ta cứng ha, hoặc là bánh mì của chúng ta mềm đặc ruột, thì những cái răng cưa như thế này thì chúng ta cắt thái bánh mì thì nó sẽ không bị vụn này, cũng như là không bị lẹm này, không bị chạch khỏi những cái vết cắt của chúng ta, giúp cho vết cắt của chúng ta được mịn và được phẳng phiu hơn, được đẹp hơn, được đúng khổ hơn, đúng size hơn. Đặc biệt là nó có chiều dài từ 15 đến 26 cm. Tiếp theo là đến với dao khắc. Dao khắc ở đây thì chúng ta thông thường chúng ta dùng để thái là nhiều. Chúng ta dùng để thái là nhiều. Có độ dài tiêu chuẩn là từ 20 đến 38 cm. Chúng ta dùng để thái là nhiều. Và thái đây thì thông thường là chúng ta thái các cái tảng thịt to, dày. To, dày. Có nghĩa là chúng ta chia khối ấy. Chúng ta chia khối nó sẽ dễ dàng hơn. Tiếp theo loại thứ sáu là dao lọc xương. Như các bạn thấy là dao lọc xương, các bạn nhìn thấy là mũi dao lọc xương thì các bạn thấy là nó có gần như là nó kiểu là dấu ngã, kiểu dấu ngã, và mũi dao hơi cong một xíu, và lưỡi dao thì trải dài đều ở cái phần 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 lưỡi này. Ngoài ra thì dao lọc xương thì chúng ta thấy là mũi của nó thì rất là nhỏ mạnh để chúng ta có thể là lách vào những cái khớp nối của xương
khớp nối của cái phần thịt, làm sao chúng ta tách phần thịt và phần xương nó rất dễ dàng đó. Nên các bạn là chú ý làm sao mà chúng ta sử dụng con dao này nó lọc thịt được này, pha lọc được này, lọc bì được này, lọc xương được này, và tách các cái khớp xương nối với nhau ra thì nó sẽ tốt, các bạn chú ý nhé. Đối với dao này thì nó nhỏ hơn các loại dao khác và nó có chiều dài từ 13 đến 16 cm. 13 đến 16 cm. Chúng ta sang phần cuối cùng, đó là cái thanh mài dao. Đối với thanh mài dao ở đây thì như các bạn đã thấy được rất rất nhiều nơi, ví dụ như là ngoài chợ thì các cái cô dì chú bác bán thịt, người ta hay cầm một con dao bầu và một cây mài dao, chúng ta họ mài xẹt 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 theo hình chữ V. Đấy. Thì cái này thì chúng ta sẽ có cái video xem riêng để dành cho các bạn, hoặc là các bạn có thể thấy là cái cách mài dao nó sẽ như thế nào, và cây mài dao này thì được làm như cái, từ cái gì này, là từ thép này, đấy, không gỉ này, và khi chúng ta mài thì mài như thế nào cho nó không bị vào tay này, và tại sao nó có cái khớp như thế này để làm sao để nó tránh không bị vào tay này. Đấy. Chúng ta sang phần thứ hai là phần thớt. Ở đây các bạn theo như các bạn thấy ở trên màn hình của chúng ta đang thấy là thớt. Thớt ở đây thì chúng ta gồm có 6 loại màu khác nhau. Thì tại sao lại có 6 loại màu khác nhau? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ba cái. Đầu tiên là quy định về màu thớt trong nhà hàng chuyên nghiệp. Việc thứ hai là chúng ta tìm hiểu về việc sử dụng các màu thớt khác nhau nhằm mục đích gì. Việc thứ ba là hướng dẫn sử dụng và bảo quản thớt cho đúng cách. Thì đầu tiên như các bạn đang thấy là chúng ta đang thấy là cũng có hình ảnh một anh đầu bếp bê 6 loại thớt, 6 màu thớt khác nhau. Có đúng không ạ? Bê 6 màu thớt khác nhau này, gồm có màu xanh dương này, màu nâu này. Trên màn hình thì có thể là các bạn nhìn thấy là màu đen cũng được. Đấy, màu xanh lá cây này, đỏ này, trắng này, vàng này. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng loại cụ thể nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vào với lại thớt màu đỏ. Thì thớt màu đỏ ở đây sẽ thường được dùng cho các loại thịt đỏ. Thịt đỏ phổ biến như là thịt bò này, thịt dê này, thịt lợn này. Thịt bò, thịt dê, thịt lợn này. Cứ loại thịt nào màu đỏ, các loại thịt có màu đỏ thì chúng ta sẽ sơ chế và chế biến ở trên thớt màu đỏ, để tránh cái trường hợp mà chúng ta thấy là khi mà thịt màu đỏ mà ví dụ là chúng ta sơ chế ở trên thớt màu vàng, chúng ta sẽ thấy là để lại, chúng ta sẽ để lại những cái máu này, cái huyết tương này của thịt tiết ra, làm cho cái thớt của chúng ta bị ố này, bị mốc này, có những cái con vi khuẩn nó sẽ ký sinh ở dưới đây, dưới những cái lớp mà chúng ta đã cắt xén mà để lại các cái vết dao để lại trên mặt thớt, làm cho cái mặt thớt này nó bị chuyển màu này, bị xỉn màu này, bị mốc lên này. Đấy, chúng ta cần lưu ý. Vậy nên là chúng ta sử dụng các loại thịt đỏ cho thớt đỏ. Thông thường các loại thịt đỏ sẽ thiên về gia súc hơn. Nhưng ở đây chúng ta có thớt màu vàng. Thớt màu vàng sẽ dành cho các loại thịt của gia cầm. Nhưng thịt của gia cầm ở đây thì tôi sẽ giải thán đáp cho các bạn là có những bạn sẽ thắc mắc là thầy ơi, tại sao là những cái con gia cầm ví dụ như là ngỗng hay là vịt màu đỏ, thịt nó màu đỏ, thì em có thể sơ chế ở trên thớt màu đỏ được không, hay là em vẫn phải sơ chế trên thớt màu vàng, hay là như thế nào? Thì ở đây tôi sẽ giải thích cho các bạn luôn là thứ nhất là đối với lại một số loại con gia súc thì thịt của nó cũng là màu đỏ, hoặc có những phần thịt nó sẽ là màu vàng, hoặc là phần thịt sẽ là màu trắng, còn tùy thuộc. Ở đây đối với gia cầm cũng thế, một số con cũng là thịt màu trắng, thịt màu trắng này, thịt màu vàng này. Ngoài ra cũng có một số con gia cầm như là ngỗng, ngan, vịt thì nó cũng là thịt màu đỏ, thì nó lại thuộc bên dòng gia cầm. Vậy thì chúng ta có thể sơ chế được không? Thì ở đây câu trả lời ở đây của tôi là khi các bạn
muốn sơ chế cái nguyên liệu động vật hoặc là gia súc gia cầm trên một loại thớt màu khác nhau thì chúng ta phải căn cứ vào màu sắc của thịt. Ví dụ như nhá, chúng ta thấy là thớt màu vàng dành cho gia cầm. Gia cầm ở đây ví dụ như là gà đi, chúng ta thấy là khi sơ chế con gà ra, chúng ta thấy là cái thịt của con gà, thịt ướp của con gà màu trắng màu vàng. Có người bảo màu trắng, có người bảo màu vàng. Và có cái một cái phần đây là phần thịt đỏ, chính là phần thịt đen, là chính là hai phần đùi của con gà. Thì các bạn sẽ, ví dụ như các bạn đang thái thớt màu vàng, các bạn chuyển sang thớt màu đỏ, làm các bạn mất công không? Trong trường hợp đấy chúng ta không cần chuyển, vì nó thuộc dòng gia cầm nên chúng ta có thể là sơ chế trên cái thớt màu vàng này được luôn, hoặc chúng ta sơ chế trên thớt màu đỏ từ đầu cũng được, không sao cả, nó không sai nhá các bạn nhá. Vì là nó đều là thớt này, thứ nhất là nó đều là thớt, cái thứ hai là nó trên một cá thể gia cầm nó có hai màu thịt khác nhau nên chúng ta được chọn lựa giữa hai màu thớt để chúng ta có thể chế biến cũng như là sơ chế nó sao cho nó hợp lý. Đấy. Ngoài ra thì ví dụ như là các cái loại thịt như là thịt lợn có thể sơ chế ở trên thớt màu vàng được không? Thì câu trả lời này là không nhá. Ví dụ như là thịt bò cũng không, thịt trâu không, thịt dê không. Các bạn lưu ý nhá. Chỉ có một số loại thịt ví dụ như là mỡ lợn có được chăng, có được sơ chế ở trên này không? Có. Chúng ta đặt cái phần lợn, mỡ lợn lên đây, chúng ta lọc phần bì ra riêng được. Nhớ nhá. Các bạn cần lưu ý thì chúng ta đã đi được với nhau là hai cái loại thớt chúng ta phân biệt rồi, và sẽ đến với hai loại thớt khác. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là màu thớt tiếp theo là màu xanh dương và màu xanh lá cây. Ở trên này thì khi mà chụp ảnh lên thì màu nó hơi sáng, thì các bạn chú ý này, đối với màu xanh dương thì là màu của nước biển. Màu của nước biển thì tất cả các loại nào thủy hải sản các bạn đều có thể sơ chế trên thớt màu xanh thì được. Vì sao lại thế? Kể cả nó có máu hay là nó có nhựa hay có nhớt thì chúng ta đều sơ chế trên thớt màu xanh thì được hết. Vì sao lại như thế? Vì nhà cung cấp, nhà sản xuất cũng như các quy tắc, quy trình của chúng ta là mỗi một màu thớt sẽ đi cùng với một loại. Có nghĩa là màu đỏ thì là gia cầm, màu đỏ là gia súc này, màu vàng gia cầm, màu xanh nước biển là thủy hải sản. Các bạn nhớ nhé. Còn chúng ta chuyển sang màu xanh lá cây thì là sẽ là toàn bộ các loại rau củ quả mà chúng ta mua ở ngoài chợ về, hay là chúng ta lấy ở ngoài vườn, hay là chúng ta order về chủ đề chúng ta làm. Thì đây là tất cả các loại rau củ quả. Và sẽ các bạn sẽ thắc mắc là có những cái nơi làm việc của bọn em đã đi làm việc rồi ấy, thì sẽ có những cái màu thớt nó đậm hơn cơ. Thì là như thế nào thầy? Ở đây thì thầy sẽ chia sẻ cho các bạn là đối với lại màu thớt nó đậm hơn ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó một phần là nó do nhà sản xuất. Vì chúng ta không biết là có bao nhiêu nhà sản xuất đang sản xuất cái màu thớt này, đang mẫu thớt này, và mỗi một nhà sản xuất thì sẽ đưa ra cho chúng ta một bảng màu thớt khác nhau, màu này đậm, màu này nhạt. Hoặc cũng có thể là do cái tiêu chí của nhà trường mua là ví dụ cái thớt màu đậm hơn, như chúng tôi vẫn hay giảng giải cho các bạn là màu nào, màu thớt nào đậm hơn giữa hai màu xanh lá cây nhạt và màu xanh lá cây đậm, thì các bạn có thể lấy cái màu xanh lá cây đậm, thớt màu xanh lá cây đậm để các bạn phục vụ cho việc mà các bạn sơ chế các loại rau củ quả có nhựa, ví dụ như là hoa chuối, để làm sao cho chúng ta không bị các cái nhựa ấy nó bám dính vào những cái sơ thớt nó sáng hơn. Hoặc là chúng ta cắt thái loại củ nó có màu như nghệ, như củ dền, thì chúng ta nên sử dụng các loại thớt nó có màu đậm hơn. Đây là những cái các bạn cần lưu ý trong việc các bạn chọn lựa thớt làm sao cho nó phù hợp. Chúng ta sẽ đến với hai loại thớt tiếp theo. Hai loại thớt tiếp theo ở đây chúng ta có màu nâu hoặc màu đen cũng được, tại vì trên màn hình thì tôi không biết là các bạn nhìn thấy nó là màu gì. Và thớt màu trắng. Đối với thớt màu nâu ở đây thì chúng ta thấy là thớt màu nâu của chúng ta dùng cho các loại thịt đã được chế biến. Ví dụ như là thịt đã chín rồi nhá. Nhớ là chúng ta đã chế biến qua nhiệt rồi, đã chín rồi. Đấy. Hoặc là chúng ta
Đấy là những cái loại thịt muối như là ba chỉ sông khói, và chúng ta có thể ăn ngay ăn liền luôn. Chúng ta có thể sơ chế trên trên cái phần 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 thớt nâu này. Và có một số bạn sẽ thắc mắc là thầy ơi, xúc xích em mua ở ngoài siêu thị về, xúc xích CP em mua ở ngoài siêu thị về thì em có được đặt lên thớt chín thái không? Câu trả lời là có, vì xúc xích ở ngoài siêu thị người ta cũng đã hấp chín rồi, và về chúng ta chỉ gọi là rán nóng lại và tạo cái độ vàng giòn cho cái lớp vỏ bên ngoài thôi. Nên là chúng ta được phép đặt lên thớt màu nâu để chúng ta cắt thái như bình thường. Ví dụ, tôi còn phải lấy ví dụ luôn cho các bạn là các loại thịt đã chín, ví dụ như đồ luộc, thịt luộc sơ chế thái để cho ra đĩa ở trên thớt màu nâu. Thịt hấp, cá hấp sơ chế trên thớt màu nâu. Cá áp chảo, thịt áp chảo sơ chế ở trên thớt màu nâu. Lúc này thì chúng ta không phân biệt là thủy hải sản hay gia súc hay gia cầm, vì lúc này nó đã chín hết rồi. Và đã chín rồi thì nó sẽ có màu vàng giòn hoặc là nó có màu nâu hoặc màu xám tùy theo từng loại thực phẩm, từng loại nguyên liệu các bạn nhé. Tiếp theo là đến với thớt màu trắng. Thì thớt màu trắng ở đây sẽ là các loại để chúng ta có thể để các cái loại không để lại màu sắc. Ví dụ như là bánh mì chúng ta cắt ra, chúng ta chỉ để lại một cái vụn bánh mì thôi, thì chúng ta có thể rửa lau, đánh rửa đánh sạch là được. Hai là với bánh ngọt. Bánh ngọt thì chúng ta cũng chỉ cắt thái thoải mái xong xuôi là chúng ta cũng không để lại màu sắc và trạng thái gì ở bánh ngọt cả, ở trên trên thớt cả. Nên các bạn lưu ý. Thứ ba là các loại phô mai này. Các loại phô mai này, các loại chi này. Đấy, chúng ta cắt gọt ở trên thớt trắng, nó cũng không để lại màu sắc. Vì nó cứng này, nó là dạng cứng này, rắn này, nên các bạn đặc biệt là các bạn lưu ý. Đấy. Nên là nó không để lại các cái vụn vụn vặt vụn bẩn gì cả. Đấy. Các bạn lưu ý nhé. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ quay lại phần đầu. Thì ở đây tôi đã giải thích cho các bạn ba cái mục đích. Đầu tiên là quy cách của nhà sản xuất này, việc sử dụng các loại màu thớt này nhằm mục đích gì này, hướng dẫn và sử dụng thớt này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cách bảo quản. Cách bảo quản đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là khi người ta sơ chế xong thì người ta đánh rửa sạch sẽ và dọn để ráo nước này. Đấy, đánh rửa sạch sẽ gọn gàng để ráo nước. Sau đó là chúng ta sẽ xếp từng loại vào với nhau. Ví dụ như là thớt màu xanh để vào giá màu xanh, thớt màu nâu để vào giá màu nâu, thớt màu đỏ để vào giá màu đỏ, thớt màu vàng để giá màu vàng, và thớt màu trắng để giá và thớt màu trắng. Tránh trường hợp chúng ta chồng lên nhau như thế này. Vì khi chồng lên nhau như thế này thì các cái mặt thớt nó áp với nhau, nó sẽ không khô được và nó sẽ tạo ra những cái mùi rất là hôi khó chịu, và là một trong những cái nơi rất là có khả năng cao cho các cái vi sinh có hại gây tổn hại cho sức khỏe của chúng ta, giúp cho chúng ta bị một số các cái bệnh ví dụ như là tiêu chảy, đau bụng hay là một số bệnh khác liên quan đến đường tiêu chảy của đường ruột của chúng ta. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sang bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là sử dụng thớt thì nhằm mục đích gì. Đầu tiên này, tránh được, giảm thiểu được cái rủi ro nhiễm khuẩn chéo. Nhiễm khuẩn chéo ở đây là gì ạ? Nhiễm khuẩn chéo ở đây như các bạn đang thấy là khi chúng ta sơ chế rau củ quả trên cùng một loại thớt, có cả đất, có cả cát, tất cả các loại trên một mặt thớt, thì chúng ta đặt, sau khi chúng ta làm xong chúng ta rửa sạch, nhưng chúng ta chỉ nhìn bằng mắt thường thì biết nó là sạch thôi, chứ chúng ta không thể nào chúng ta biết là nó đã hoàn toàn là đã sạch 100% hay chưa, và là khử trùng các kiểu hay chưa. Thì chúng ta lại đặt luôn cái phần thịt, đặt luôn cái phần thịt chúng ta vừa vừa đặt luôn cái phần thịt chúng ta vừa thực phẩm chính ấy, chúng ta vừa đặt đặt lên luôn cái mặt thớt để chúng ta chế biến. Thì lúc này các cái con vi khuẩn cũng như là trứng giun các thứ là nó bám từ mặt thớt này, nó rơi rụng từ các loại rau củ quả này, xong nó bám vào mặt thớt và nó bám vào, nó ngấm vào trong cái thịt, giúp chúng ta ăn chúng ta bị đau bụng và bị tiêu chảy. Nên là chúng ta lưu ý một cái trong nhiễm khuẩn chéo cực kỳ, một trong những điều mà cực kỳ tối kỵ là nó sẽ bị nhiễm khuẩn chéo.
Ngoài ra thì chúng ta sẽ tránh được cái về một số các cái khách hàng bị dị ứng, ví dụ như là người thì dị ứng thịt tôm này, người dị ứng về hải sản, đa số dị ứng về hải sản, thì các bạn lưu ý tránh cái trường hợp mà chúng ta bị dị ứng, có nghĩa là vừa sơ chế hải sản xong rửa sạch và rửa qua nước hoặc rửa sạch chúng ta lại sơ chế tiếp thái thịt ở trên đấy, thì khi mà người ta không ăn được thủy hải sản thì người ta sẽ bị dị ứng và làm cho thực khách khó chịu và có thể là ảnh hưởng đến tính mạng. Có những người là dị ứng là cũng khá là nặng. Ngoài ra thì chúng ta có một cái yếu tố quan trọng nữa, đó là rất là tôn trọng cái người mà cái người mà ăn chay. Vì sao lại thầy lại nói như thế? Thứ nhất là ví dụ như là những cái người mà ăn chay trường ấy, một số người hiện giờ thì có nhiều người đang ăn chay trường, thì các bạn biết là ăn chay trường thì nó toàn bộ người ta sử dụng đều là rau củ quả hết, người ta không có nước mắm, cũng không có bột canh, cũng không có gì liên quan đến hạt nêm hay là đến các loại động vật cả. Vậy nên là người ta ví dụ như là người ta ăn chay trường như thế, nhưng chúng ta sơ chế rau củ quả hay là sơ chế thịt lên, trồng lên cả những cái thớt như thế thì cũng mang tội cho họ, và họ cũng là người, chỉ là người ăn thôi mà, họ cũng có phải là người chế biến đâu, nhưng mà họ vẫn cảm thấy sẽ có lỗi với bản thân của họ và có lỗi với những cái gì mà họ đã bỏ ra để họ ăn chay, thì mình cũng nên gọi là xử lý và làm việc chuyên nghiệp để tránh ấy, rủi ro cho họ. Sang phần tiếp theo thì ở đây chúng ta cần chọn lựa đúng thớt này, đúng quy định mà chúng ta sử dụng của nhà hàng này, đảm bảo về thớt luôn được sạch sẽ này. Đấy, các bạn thấy là thớt sạch sẽ không bị ố này, không có màu mè gì này. Màu mè đây là thầy nói là không bị vết ố nhá. Ví dụ như là nó thâm đen hay là như thế nào đấy là tránh cái trường hợp đó. Nên các bạn cần lưu ý. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là để mà có được việc mà chúng ta bảo quản được thớt để nó sạch ấy, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta cần phải có một cái khu vực cất gọn này, cất dọn này, vệ sinh này. Đầu tiên là có các cái giá để này, khăn này, kiểm tra định kỳ này, cũng như là các cái dung dịch hóa học để chúng ta tẩy thớt, tẩy cái mặt thớt mỗi khi mà chúng ta sử dụng xong hàng ngày. Đó, thì ở đây chúng ta cùng có ba ý sau, là ý thứ hai là đặt một miếng vải ẩm hoặc là một miếng khăn ẩm ở dưới thớt để tạo độ bám dính, tránh cho mặt thớt, mặt dưới của thớt tiếp xúc trực tiếp với lại mặt bàn, làm cho mặt thớt của chúng ta cũng bị xịt màu rất là nhanh và tích tụ rất nhiều vi khuẩn, và chúng ta cũng không biết là mặt nào là mặt trái, mặt nào là mặt phải, vì thớt ở đây chúng ta sử dụng hai mặt. Đấy, nên các bạn chú ý khăn chúng ta phải sử dụng khăn sạch. Ý thứ ba là hàng ngày, hàng tuần hay là kiểm tra định kỳ ấy, thì chúng ta cần phải làm sao mà xử lý bằng các cái dung dịch hóa học hoặc là bằng cái chất làm sạch tự nhiên có nồng độ axit cao, ví dụ như là chanh, giấm hoặc muối, để nó có thể là đâu đó một phần nào đấy nó cũng có thể là diệt bớt hoặc là diệt diệt bớt cũng như là diệt áp đảo được đi cái phần vi sinh vật có hại thành cho thớt. Ngoài ra thì chúng ta thấy là sau khi chúng ta sử dụng thớt xong thì chúng ta cần rửa sạch và treo lên giá đựng hoặc là để nơi khô ráo. Nhớ là không, trong trường hợp nó khô thì chúng ta mới được trồng lên như này nhá. Đây là tôi trồng lên để tôi chụp cho các bạn thôi đấy. Và chỉ sử dụng một mặt thớt. Đấy, chúng ta chỉ sử dụng một mặt thớt. Nhưng nhớ này, chúng ta phải đánh dấu thì chúng ta mới biết là sử dụng mặt thớt nào. Cái thứ hai là khi thớt bị mốc này, mốc xanh, mốc đỏ, mốc vàng thì chúng ta không nên sử dụng nữa, hoặc là có nhiều vết cắt, hoặc là chúng ta sử dụng thớt quá nhiều, quá lâu ngày rồi,
thớt của chúng ta sẽ bị ố vàng, bị rất nhiều các vết cắt thì chúng ta không nên sử dụng nữa. Và không nên sử dụng nữa thì chúng ta làm gì? Không nên sử dụng nữa thì chúng ta, một là loại bỏ, đào thải, và chúng ta sẽ mua một loạt thớt mới về. Thớt thì nó không, theo như tôi thì thớt nó cũng không đáng là bao nhiêu tiền, nó chỉ rơi vào vài trăm một cái. Thì đối với nhà hàng khách sạn và doanh thu thì bạn, như các bạn đã thấy đấy, là nó là doanh thu rất là cao. Nên là cố gắng là thông báo và gọi là order những cái đồ chuyên dụng dành cho chúng ta, để đảm bảo làm sao đảm bảo cho chúng ta sơ chế, chế biến ra những cái món ăn đạt chất lượng tốt. Ngoài ra thì các bạn thấy là ở đây, lúc nãy thì là một bộ dao Âu thôi, nhưng các bạn thấy là ở đây gồm có 6 màu thớt khác nhau thì sẽ đi kèm với 6 màu dao khác nhau các bạn nhé. Đầu tiên màu vàng, dao cán vàng, chuyên thịt gà, gia súc. À thầy xin lỗi, là gia cầm. Màu vàng chuyên gia cầm này. Màu đỏ chuyên gia súc. Màu xanh nước biển chuyên thủy hải sản. Màu trắng chuyên các loại bánh mì, phô mai, bơ. Màu nâu đi kèm với thớt nâu, chuyên các loại đồ ăn chín nhá. Ở đây thì tại sao là người ta lại phân biệt ra như thế? Cũng vì là tránh cái trường hợp là chúng ta nhiễm khuẩn chéo. Ví dụ dao chúng ta vừa cắt thịt lợn hay là làm lòng gà xong mà chúng ta lại quay ra chúng ta thái rau luôn thì chắc chắn 100% là nó nhiễm khuẩn cực kỳ là nhiều. Nên các bạn chú ý, nó nhiễm khuẩn cực kỳ nhiều. Nên các bạn phải chú ý, thật là chú ý khi chúng ta sử dụng thớt này, sử dụng dao này. Nếu trong trường hợp mà khách sạn không có màu như thế này thì chúng ta có thể sử dụng một loại, một con dao cho tất cả các loại thớt, nhưng con dao đấy là màu đen, có cán màu đen. Vì nếu mà người ta mua thớt thớt màu này thì sẽ phải đi kèm với dao màu. Nếu trong trường hợp ở chỗ làm của bạn không có dao màu thì chúng ta sẽ thấy là một con dao cán đen và dùng hết cho tất cả các loại thớt. Thì lúc đấy các bạn nên là mỗi một loại thớt sẽ có một con dao đen, và mỗi một loại thớt sẽ ở mỗi một khu vực mà nó cần được đặt ở đấy. Ví dụ ở thớt màu xanh nước biển thì cần đặt ở nơi sơ chế thủy hải sản ở một góc, sơ chế gia súc ở một góc, sơ chế gia cầm ở một góc, sơ chế rau củ ở một góc. Các bạn lưu ý nhé, để làm sao chúng ta tránh nhiễm khuẩn chéo. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần các cái thiết bị bếp. Ở đây như các bạn đã thấy là hình ảnh số 1 là bếp ga 6 mặt cộng với lại một bếp chuyên áp chảo, chuyên để áp bò bít tách ấy. Thì chúng ta thấy là đầu tiên là các bạn nhìn thấy là một người đầu bếp phải ke 8, gọi là thầy gọi chung nó là chia đều nó ra đi, thầy gọi nó là 8 cái bếp hoặc là 7 cái mặt bếp, gọi đây là 7 mặt bếp. Thì các bạn thấy là 7 cái mặt bếp này là một anh đầu bếp phải ke. Thì tại sao các bạn sẽ thắc mắc là tại sao một anh đầu bếp mà ke được nhiều thế hả thầy? Ke được, người ta luôn luôn có một nồi nước này, nồi sốt này, hai chảo để áp chảo này, và nồi để ninh súp, à ninh các loại súp để sốt này. Bên này thì sẽ để dự phòng này, ví dụ trong trường hợp cái mặt này chúng ta không cần dùng đến thì chúng ta sẽ áp chảo hai cái mặt này và chế biến nhiều món ăn khác. Vì một người đầu bếp sẽ, đối với đồ Âu ấy, thì một người đầu bếp sẽ kiêm nhiều món ăn và nhiều loại, chứ không phải là giống như đồ Á là cứ cho vào xào nấu xong là múc ra là xong, là không. Đối với đồ Âu thì là một người là phải vừa áp chảo này, vừa luộc rau củ này, vừa chế biến tinh bột này, vừa chế biến sốt này, vừa chế biến khai vị này, và cuối cùng chúng ta là đồ trang trí này. Nói chung là nó rất nhiều các cái mà chúng ta cần phải làm, và nó không đồ dùng của đồ Âu cũng không to như là đồ Á, vì là có những cái nồi nó chỉ là 800 ml hay là 1000 ml hay là 1200. Nói chung có những nồi nó rất là nhỏ, còn có những nồi nó rất là to. Nhưng cái bếp này, bếp số 1 sẽ đối lập với bếp số 2, vì bếp số 2 thông thường là bếp mở. Dạng bếp mở này là chúng ta không chế biến được đồ nước ở trên mặt bếp này, nhưng chúng ta lại có thể là nướng, rán, áp chảo, tất tần tật làm trên này, xào cũng được. Vì sao ạ? Vì ở đây bên dưới nó là một hệ thống ga trải dài, đây là mặt đá nhá.
mặt đá nằm ở bên dưới và chúng ta phủ bên trên là một lớp gang hoặc là nhôm chống rỉ hoặc là một tấm thép chống rỉ, để làm sao mà chúng ta khi chúng ta nấu nướng ở trên này thì nó không bị rỉ thép này. Ngoài ra thì chúng ta thấy là nó rất rộng, thì cái này một lần chúng ta áp chảo thì được khoảng từ 30 đến 40 miếng thịt bò steak cơ. Và chúng ta thấy là ba cái chia đều ra này, bốn khu vực chia đều ra, bốn cái nhiệt độ. Ví dụ như là chúng ta cần nhiệt độ cao này, trung bình này, thấp này. Đấy. Còn một bên chúng ta để thực phẩm chính chín, thực phẩm đã chín rồi thì chúng ta có thể làm giả hết một loạt ở đây, có cả nguyên liệu chính này, nguyên liệu phụ là các loại rau củ quả này, sóc bơ này chúng ta sẽ giả ở đây này. Hoặc là bên cạnh, bên thứ ba là chúng ta nướng tôm, nướng tiết, tất là chúng ta cũng đều được, thoải mái không sao cả nhá. Lưu ý nhá, có những cái bếp nó rất là tiện. Bên dưới này thì là lại là lò nướng này. Các bạn mở ra này. Đấy, bên dưới nó lại là lò nướng này. Nó rất là tiện cho chúng ta. Đấy. Chúng ta đến với các thiết bị tiếp theo, đó là như các bạn thấy này. Đây đưa ra cái hình ảnh cho các bạn nhìn thấy nó sẽ rõ hơn này. Một anh đầu bếp này. Nó rất là rộng này. Ốp la toàn bộ quả trứng ở trên cùng một mặt phẳng. Dán xúc xích, dán steak rất nhiều. Anh ấy chỉ cần mỗi một cái xẻng thôi là anh có thể làm được. Các bạn thấy không? Vì nó không có nước, không có dầu. Ngoài ra, ở đây các bạn thấy có một cái rãnh ở đây rồi. Thì ở đây nó là một cái khay để đựng dầu thừa khi chảy xuống đây. Thì chúng ta có thấy là thực phẩm ít dầu thì chúng ta nhìn thấy là nó chảy xuống dưới cái khay này. Chảy xuống khay này xong thì khi chúng ta ăn cảm thấy không bị ngấy. Mà nhiều dầu quá thì người ta lại đổ đi. Đấy, nó rất là tiện lợi. Này các bạn nhìn thấy không? Có ba loại thực phẩm cùng trên một mặt bếp này. Còn bây giờ là chúng ta sang cái lò nướng. Lò nướng ở đây thì thầy cho các bạn thấy là hai loại lò công nghiệp, một là lò sàn. Thầy xin lỗi. Một là lò đối lưu, hai là lò sàn. Lò đối lưu ở đây thì các bạn nhìn thấy có hai quạt gió. Và có rất nhiều khay và dung tích của nó to nhỏ, lớn, trung bình khác nhau. Bạn nhìn thấy chưa? Còn đối với lại lò sàn thì là lò sàn ở đây là tại sao lại được gọi là lò sàn? Lò sàn là lò đặt khay trực tiếp, các bạn nhìn thấy đặt khay trực tiếp vào trong cái đế, chính là cái mặt đá của lò ấy. Sau đó nhiệt từ trên xuống dưới, nhiệt áp từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên thông qua cái khay nhôm. Nhưng đối với lò đối lưu thì chúng ta nhét khay y nguyên như thế này vào trong cái lò này, và quạt gió nó sẽ điều chỉnh nhiệt làm sao cho nhiệt đều nhất từ trong ra ngoài. Đấy, các bạn lưu ý nhé, nhiệt đều nhất từ trong ra ngoài giúp cho thực phẩm của chúng ta chín đều hơn là cái lò sàn này. Lò sàn này chúng ta chỉ có thể là để nướng pizza là đẹp nhất. Vì sao nướng pizza lại đẹp nhất? Nhiệt áp từ trên xuống dưới, nhiệt áp từ trên xuống dưới, chín phô mai chảy ra đẹp, ăn cái phần pizza vàng giòn thơm. Ngoài ra thì cũng các bạn cũng nhìn thấy là những cái lò sàn này thường thường họ sẽ nướng bánh mì, còn bên này thì nướng bánh bông lan. Ngoài ra thì cái lò này cũng nướng được bánh bông lan chứ không phải không. Nhưng mà có cái là ở đây người ta phân biệt làm hai loại lò khác nhau, một là cái là đối lưu và một cái là lò sàn. Lò sàn thì sẽ ít những cái mà sử dụng được hơn là lò đối lưu. Lò đối lưu cũng có thể làm bánh mì được, làm bánh bông lan được, làm tất cả các thứ được, bên này cũng có thể làm được, nhưng nó sẽ bị hạn chế về cái mặt nhiệt độ. Hạn chế về mặt nhiệt độ và cái nhiệt độ nó không được đều. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Ngoài ra thì có hai loại lò công nghiệp các bạn cần phải biết này. Đầu tiên là chúng ta nhìn thấy này, lò quay luôn, quay bánh mì, lò dạng lò công nghiệp, giống như chúng ta treo cả một con lợn to và cũng quay được, hay là treo cả một con trâu, con bò vẫn quay được, vì nó là dung tích rất là lớn. Một cái là lò chuyên làm nóng, hâm nóng, giống như là lò vi sóng của chúng ta. Đấy, nên nó có các cái loại tầng. Đây là pizza đã nướng chín rồi nhé. Và nhiệt ở đây thì sẽ là nhiệt đối lưu từ trên xuống hoặc là từ trong này ra. Nhưng đối với cái loại lò đối lưu thôi, còn đây là lò hâm nóng thức ăn, thì chúng ta sẽ thấy là người ta đặt vào các cái mâm này. Đó, và nhiệt nó cũng từ quạt gió nó đẩy ra, có áp suất này. Đấy, có nhiệt độ, có thông báo, có tất cả các thứ, bên này cũng thế. Thời gian, nhiệt độ. Đó là hình ảnh số 3 và hình ảnh số 4. Lưu ý nhé. Thứ 3 thì các bạn sẽ nhìn thấy là các loại bếp chiên gập dầu. Bếp chiên gập dầu đây thì các bạn sẽ thấy nè,
Đầu tiên là thầy sẽ các bạn nhìn vào hình số 1 thì các bạn sẽ thấy là đối với bếp chiên ngập dầu thì chúng ta sẽ có bếp chiên ngập dầu loại đơn. Đơn đây chúng ta thấy chuyên để chiên cánh gà, đùi gà này, hay là chiên khoai tây này. Đấy, có nhiệt độ, điều chỉnh nhiệt độ. Còn chúng ta không dùng là chúng ta tắt đi, tạm thời không và chúng ta rút điện. Bếp này là bếp điện, rất là dễ tiện lợi cho chúng ta. Ngoài ra thì đối với bếp chiên ngập dầu thì chúng ta sẽ nhìn thấy này, từ công đoạn nhào bột này, dạng công nghiệp nhé, nhào bột này, qua tủ ủ này, tủ ủ xong thì sẽ ra bánh này, chiên này, lật vàng đều hai mặt này, và đi từ trên này xuống theo một quy trình. Các bạn nhìn thấy là nó có các cái lưới này. Các cái lưới này để làm gì? Để cho nó ráo hết dầu. Nó dợt hết xuống, nó ráo hết dầu. Ráo hết dầu xong thì chúng ta sẽ thấy là có một cái đường ống vòi phun. Và từ đây sang bên đây các bạn đã thấy là màu sắc nó khác nhau rồi. Vì sao? Vì đây là cái rãnh sô-cô-la hoặc rãnh đường. Khi các bạn đẩy bánh, xem một dây chuyền bánh qua chín thì chúng ta sẽ qua sô-cô-la, phủ một lớp sô-cô-la mỏng. Sau đó chúng ta sẽ bánh phủ lớp sô-cô-la mỏng rồi thì nó sẽ tiếp tục di chuyển và đến khâu đóng gói. Nó rất là tiện lợi luôn. Đây là dành cho các cái khu công nghiệp lớn thôi. Còn như chúng ta thì chúng ta có những dùng những cái bếp này cũng là đã là tiện lợi lắm rồi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số các trang thiết bị khác, ví dụ như là tủ nấu cơm hay còn được gọi là tủ hấp. Ở đây thì nấu cơm và hấp cũng là một, vì cơm chín bằng hơi nước. Chúng ta hấp xôi cũng chín bằng hơi nước, hấp gà cũng chín bằng hơi nước. Vậy nên là chúng ta thấy là tủ có nhiều cách, cũng như là nhiều cái tính năng này, nhiều cách này, nhiều kích thước khác nhau. Tủ to, tủ nhỡ, tủ trung bình và tủ nhỏ, tùy thuộc. Đấy. Tủ hai tay cầm, tủ lớn, cỡ nhỏ. Đấy. Đối với các khách sạn, các cái quán ăn, các nhà hàng, thì các bạn sẽ thấy là phù hợp với tiêu chí của nhà hàng thì họ sẽ mua, họ sẽ sử dụng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm một số loại trang thiết bị khác, tìm hiểu thêm. Thêm là thêm ở đây là về cái nhiệt kế này. Ở đây có 3 dạng nhiệt kế tôi cần cho các bạn, chỉ cho các bạn. Đầu tiên là nhiệt kế đo trực tiếp, cắm trực tiếp vào trong nồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhiệt kế để thành kẹp vào thành nồi. Cái thứ ba là nhiệt kế bắn vào trong cái hỗn hợp, cái dung dịch, ví dụ như là tôi đun nước đường thì, hoặc là tôi đun ninh một cái loại nước dùng nào đấy, thì chúng ta sẽ dùng cái súng này, chúng ta bắn vào trực tiếp vào cái nồi nước đấy thì nó sẽ hiện lên là cái thông số là nhiệt độ trong nước đang là bao nhiêu. Nó rất là hiện đại. Ngoài ra thì các bạn cũng thấy là nó sẽ có cả những cái loại bếp đơn này, bếp đôi này, bếp 3 này, bếp 4 này, lò nướng đơn này, đấy, bếp chiên này, đấy, có cả bếp cối này, bếp nướng này, bếp áp chảo này, nồi niêu này, nồi ninh này, máy hâm sandwich này, máy làm kem này, máy làm đá này, tủ lạnh này, có nhiều loại lắm. Chúng ta sẽ tìm hiểu dần. Thêm một cái nữa là chúng ta thấy là có máy bào đá, máy đánh bột, máy xay cầm tay, máy xay sinh tố, máy hâm nóng sô-cô-la, máy nướng một mặt. Cái này thì chúng ta thường là sẽ hay là nướng ốc này, nướng phô mai, nướng ốc này, nướng hàu, nướng phô mai này, máy pha cà phê này, máy làm kem này, máy làm giò này, đấy, máy hâm sandwich này. Đây chính là cái máy hâm nóng và làm nóng thực phẩm. Chúng ta có một cái đèn nhiệt nó rất là lớn này, cái đèn nhiệt này, và có một cái bàn để chuyên làm về các loại đường, kéo đường này, hay làm sô cô la này, tạo hình này, tủ này, các loại máy xay này, nồi chiên này, bình ủ này, và máy làm kem này, máy cắt sandwich này, bánh crepe này, và lò nướng này, có nhiều kiểu. Các bạn sẽ tìm hiểu dần trong các cái bài học tiếp theo. Còn đây là một số những cái khu vực bếp mà chúng ta thấy là sau khi hết ca này, người ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ này. Đấy, bộ đàm này, dây điện này, sạch sẽ không còn một cái gì trên mặt bàn này.
khu vực bếp ủ sạch này. Đấy, đây chúng ta sử dụng, thấy chúng ta sử dụng rất nhiều này. Khu vực nào sử dụng nhiều thì nó sẽ có rất nhiều dầu mỡ, nó sẽ ngấm vào này. Đó. Bếp này rất nhiều, bát đĩa này để rất gọn gàng, lò nướng này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy thêm này, này thớt này, các bạn nhìn thấy chưa, thớt này dựng này, dốc hết nước này, khô ráo này. Đấy. Một số các cái thùng này để được chứa đồ này, một số tủ này, một số máy hút chân không này để làm sùng vi này, máy rửa bát này, máy rửa đĩa này, đấy, máy xào nấu này. Cái máy này là máy xào, gọi là chúng ta xào trong một cái hỗn hợp lớn, ví dụ như cơm rang thì chúng ta xào rất rất nhiều, ví dụ là hàng bình thường chúng ta ngoài quán thì sang có một đĩa, một gọi là một muôi thôi, nhưng mà ở đây thì chúng ta xào rất rất nhiều hàng hàng cân, gần 5 cân, 10 cân thì chúng ta có những cái dụng cụ để xào nấu như thế này. Đó, các bạn lưu ý nhé, tủ lạnh này. Ngoài ra thì đây là khu vực bếp mở này. Cái khu vực này cũng rất là hay và hiện đại dành cho các bạn. Thì là các bạn về khu vực bếp mở thì gồm có trực tiếp nấu ăn trước mặt khách, làm toàn bộ trước mặt khách. Và các bạn thấy là giày này, quần áo này, tạp dề này, khăn này, tất tần tật của các anh ấy đều phải chỉnh chu, chỉnh tề vì chúng ta phục vụ khách tại chỗ luôn. Đây, anh đang lọc ra cho khách này. Và chúng ta khách sẽ đứng ở đây lấy luôn, lấy trực tiếp luôn. Đấy. Bạn anh này thì sẽ nướng này. Dưới này là nướng nhá. Đây này, dưới này là cái bếp nướng này. Cái bếp nướng rất hiện đại. Rồi, bài học ngày hôm nay thì tôi cũng có 3 bài tập dành cho các bạn. Thì các bạn về nhà các bạn sẽ làm việc. Đấy, các bạn chép chép bài tập, làm bài tập lại và gửi về cho tôi. Phần nào không hiểu thì chúng ta có thể là liên hệ trực tiếp với thầy, thì thầy có thể giải thích cho các bạn. Rồi, xin chào, cảm ơn các bạn.